Trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan là một trong 86 bị cáo bị xét xử. Tuy nhiên, bà cũng là bị hại đối với hành vi của ông Nguyễn Cao Trí. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! 17 tháng từ lúc bị bắt giam, Trương Mỹ Lan, người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà trùm của các dự án bất động sản khủng tại thành phố Hồ Chí Minh, bị áp giải ra tòa để xét xử trong đại án mà bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu để rút ruột hơn 1,06 triệu tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa trong tổng số 86 bị cáo bị truy tố, 5 người đã bỏ trốn và 2 bị cáo vắng mặt. Hàng trăm cảnh sát được huy động đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa. Trong ngày xét xử đầu tiên, hội đồng xét xử đã hoàn thành việc thẩm tra lý lịch các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố xong 43 trên 160 trang cáo trạng truy tố. Trong phần thẩm tra về lý lịch, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày rõ ràng thông tin nhân thân. Người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc uốn nhẹ buông xõa này bị cáo buộc đã được SCB bơm hơn 1,06 triệu tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng cho SCB. Những con số trong vụ án khiến ai nhìn thấy cũng ít nhiều phải dụi mắt để đọc cho đúng. Để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của bà vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát. Bà Lan trả họ mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng thưởng tiền cổ phần SCB để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB. Với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, chồng, cháu gái của bị cáo Lan được giao giữ các chức vụ chủ chốt trong các công ty con, trong đó Chu Lập Cơ là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, Trương Huệ Vân giữ chức tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát rút tiền của SCB thông qua các doanh nghiệp bất động sản, nhà hàng, khách sạn, các dự án, tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý, được nâng khống giá trị. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Còn bị cáo Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp sức vợ khi thế chấp tài sản công ty Times Square bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.116 tỷ đồng. Bị cáo Vân cùng bà Lan và 11 bị cáo trong vụ án bị truy tố khung hình phạt lên tới tử hình. Trong đại án này, Trương Mỹ Lan không chỉ hầu tòa với tư cách bị cáo mà còn là bị hại với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella. Bị cáo này bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan. Bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 15 tháng 1/2023. Tại tòa, bị cáo Trí mặc áo sơ mi, khoác vest bên ngoài, mái tóc ông điểm bạc nhiều so với những hình ảnh trước đó, chân bước đi khó khăn. Gia đình tôi đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Tôi đang bị bệnh, xin phép tòa cho tôi vắng mặt ở những buổi xét xử sau. Tôi xin ủy quyền cho luật sư, bị cáo Nguyễn Cao Trí nói với hội đồng xét xử. Luật sư bào chữa cho bị cáo này cũng đề nghị tòa chấp thuận cho ông Trí được vắng mặt trong những ngày xét xử, không liên quan tới phần hành vi của ông vì lý do sức khỏe. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Bị cáo cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, điều này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật. Ông Phạm Lương Toản, chủ tọa phiên tòa cho biết, tòa xét xử không theo một khuôn mẫu nào mà sẽ căn cứ vào diễn biến phiên tòa. Tới phần trình bày của luật sư nào, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các luật sư chuẩn bị. Tất cả luật sư phải luôn luôn có mặt nếu tự ý rời vị trí, xem như từ bỏ quyền bào chữa của mình trước tòa, chủ tọa nói. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Tuy nhiên, ông Toản cho biết, nếu xét thấy quá trình diễn biến, tranh tụng diễn ra nhanh hơn, hội đồng xét xử có thể kết thúc phiên tòa trước ngày 29 tháng 4. Trường hợp có nhiều diễn biến sẽ kéo dài qua mốc thời gian dự kiến. Bên cạnh đó, nếu cần thiết, hội đồng xét xử vẫn sẽ làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật. Kế hoạch sẽ được thông báo vào ngày thứ Sáu mỗi tuần.
Đối với ý kiến của luật sư cho rằng thời gian tiếp xúc với các bị cáo ngắn và mong muốn được tiếp cận lâu hơn, chủ tọa cho biết quy định này nhằm đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo. Song, tòa cũng thông báo cho các đồng chí diễn giải cho phép luật sư tiếp xúc bị cáo trong thời gian nghỉ giải lao để cố vấn pháp luật mà không cần sự giám sát của đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong trường hợp luật sư muốn tiếp xúc thêm ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cần làm đơn đề nghị, hội đồng xét xử sẽ xem xét. Phiên tòa sẽ bắt đầu buổi sáng vào 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều 14 giờ đến 17 giờ 30. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về vụ xét xử trên nhé. Cáo trạng, trong số 85 bị cáo còn lại, nhiều bị cáo được xác định có vai trò giúp sức tích cực để bà Lan thực hiện hành vi phạm tội. Đầu tiên là hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành đang bị truy nã và Bùi Anh Dũng. Ông Đinh Văn Thành từng là phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đệ Nhất. Từ ngày 28 tháng 6 2012 đến ngày 6 tháng 12 2020, ông Thành được bà Lan sắp xếp làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Năm 2020, ông Thành xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu ông Bùi Anh Dũng thay thế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Trong thời gian còn làm việc, ông Thành đã ký quyết định thành lập 3 đơn vị chuyên thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Thành cũng ký hồ sơ cấp tín dụng cho các khoản vay của bà Lan nhưng cho công ty ma hoặc cho các cá nhân được thuê đứng tên. Hành vi của ông Thành đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt hơn 189.000 tỷ đồng của SCB. Người kế nhiệm ông Thành là ông Bùi Anh Dũng. Ông Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay của bà Lan thì SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của SCB theo chỉ đạo của bà Lan. Hành vi của ông Dũng đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt hơn 104.000 tỷ đồng của SCB. Trong khi đó, bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của SCB. Theo đó, bà Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bà Lan và bà Vân rút tiền từ SCB nhằm che giấu thực trạng yếu kém và sai phạm để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Cáo trạng xác định bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước là trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra tại SCB. Quá trình thanh tra, bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ SCB để chỉ đạo cấp dưới báo cáo ban hành dự thảo kết luận thanh tra không đúng thực trạng và bao che bưng bít sai phạm của SCB. Các bị cáo trong vụ án đã tự nguyện khắc phục thiệt hại gồm gia đình các bị can Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị và Trương Huệ Vân nộp gần 119 tỷ đồng và 306.000 đô la Mỹ. Tạ Chiêu Trung, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB nộp 300 triệu đồng. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB nộp 9,85 triệu cổ phần SCB. Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB nộp 300.000 cổ phần SCB. Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng. Nộp khắc phục 52 tỷ đồng, xin được nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng nhận của bị cáo Lan. Đỗ Thị Nhàn nộp 4,8 triệu đô la Mỹ và hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan đến bà Lan, 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác. Kê biên 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Lan với tập đoàn Tuần Châu. Kê biên 858 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan cùng nhiều tài sản khác. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.